Thực ra mình ban đầu mình sợ đau lắm, nhưng mà sau khi được quá trình thử tê rồi làm thì mình thấy cảm giác như chân chích như kiến cắn thôi, cũng không có cảm giác đau gì cả. Nói chung là loại bỏ được cái cảm giác sợ hãi khi làm cái này. Em thấy hoàn toàn bình thường, không bị như kiểu các bạn nói bong chóc, thì mà mình không bong chóc vì nó nhẹ nhàng, chứ không nghĩ là nó nhẹ thế đâu.